nay, chúng tôi sẽ cho bạn xem một buổi ký kết hợp đồng tại Fox Service Office như thế nào. Công ty cô thì vừa rồi có một cái sự phát sinh nên là không kịp chuẩn bị cái địa điểm để mà ký hợp đồng với đối tác. Nhưng mà các bạn ở văn phòng thì cũng đã rất là gấp rút tìm kiếm thông tin ở trên mạng và cuối cùng thì đã tìm được cái văn phòng rất là hợp lý ở ngay tại đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi nãy là em hơi vội nên là em có quên cái bắt cắm, nhưng mà cũng may là em gọi điện cho bạn Lễ Tân, bạn có nên là bạn đem vô cho em. Công việc của em hoàn thành là ổn và rất là tốt và em cảm ơn tất cả mọi người. Việc khách thường quên những thiết bị lặt vặt và nhờ chỉ đường, đó là việc thường xuyên xảy ra ở đây và chúng em luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chỉ sở hữu một phòng họp hiện đại ngay tại trung tâm quận 1, bạn còn được hỗ trợ xử lý các tình huống khó khăn cấp bách nhất. Còn chần chờ gì nữa, hãy gọi cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu.